Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Petro Việt Nam vi phạm cấm vận của Mỹ, phát hiện Việt Nam chở dầu từ Iran vào Venezuela. Cả chục tàu dầu của Việt Nam, trong đó có các tàu của các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là Petro Việt Nam hay PVN, bị phát hiện chở dầu từ Iran và Venezuela trong năm vừa qua nhưng chưa bị Hoa Kỳ trừng phạt. Đây là nguồn tin theo công ty phân tích dữ liệu tình báo hàng hải Lyons của Anh đưa ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Trang Lyons List loan tin rằng 8 tàu chở dầu loại Asmas và 2 tàu cổ điển nhỏ hơn của Việt Nam được xác định là có tham gia và có hoạt động trốn tránh và lừa đảo để làm xáo trộn nguồn gốc và điểm đến của hàng hóa vận chuyển là dầu thô. Đây là hình ảnh trang tin của Lyons List vào hôm 18 tháng 2 năm 2021 về các tàu dầu của Việt Nam vi phạm cấm vận Iran và Venezuela. Ảnh chụp từ màn hình bài báo. Theo dữ liệu tình báo hàng hải của Lyons, các tàu của PVT và các tên tàu khác đã bị phát hiện bơm dầu thô từ Venezuela kể từ tháng 8 năm 2020, tương tự các tàu chở dầu khác Freedom hoặc Explorer và tàu chở dầu PVT có tham gia hoặc chuyển dầu từ tàu chở dầu thô của Iran trong 12 tháng qua. Tất cả các con tàu này đều có quốc tịch Việt Nam với các hình ảnh trong hệ thống nhận dạng tự động, viết tắt là AIS. Có các khoảng gián đoạn không thể giải thích được khi tàu ở trong các khu vực trọng yếu trong khoảng thời gian cho phép tàu đưa dầu ra khỏi Venezuela hay Iran. Trang Lyons List cho biết như vậy. Công cụ tìm kiếm Maritime Traffic và công cụ tìm kiếm trực tuyến của Cục Hàng hải Việt Nam cho biết các tàu này thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVT Trans trực thuộc Petro Việt Nam hay của các doanh nghiệp khác mà Petro Việt Nam có cổ phần. Trang Petro Việt Nam cho biết tàu dầu PVT Ultra được PV Trans tiếp nhận vào tháng 11 năm 2019 có trọng tải 20.000 tấn chuyên chở thuê định hạn cho khách hàng nước ngoài trên các tuyến quốc tế. Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã liên lạc với cả Petro Việt Nam và PV Trans để tìm hiểu về các thông tin như Leon thông báo nhưng chưa được phản hồi. Điểm đến cuối cùng của các tàu Việt Nam chở dầu từ Iran và Venezuela rất khó xác định. Theo Leon, nhưng Trung Quốc lại là nhà nhập khẩu dầu thô bị cấm vận lớn nhất và các tàu dầu Việt Nam dường như tham gia vào mạng lưới phức tạp vận chuyển dầu từ tàu sang tàu TSTS ở ngoài khơi vùng biển giữa Malaysia và Indonesia hay quần đảo Fujara. Theo Lyons, các tàu chở dầu này của Việt Nam là một phần trong khoảng 130 tàu chở dầu được xác định là đã tham gia vào các hoạt động thương mại, bị chế tài và chưa bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen hay bị trừng phạt. Các nhà quan sát nhận định rằng nếu thông tin của Lyons List là đúng sự thật thì việc vi phạm lệnh cấm vận của các tàu dầu Việt Nam là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc tàu PVT của PV Trans trọng tải 20.000 tấn từ Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau: những chuyện vi phạm như thế thường có phần lời rất cao vì những việc làm như thế rất rủi ro. Khi bị phát hiện thì phải bị đối phó và đối mặt với sự trừng phạt của quốc tế rất khốc liệt. Nếu việc này là thật thì hành động làm điều này là hết sức nguy hiểm. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang Hữu Minh, một người quan tâm đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam, phân tích như sau: việc Iran và Venezuela bị cấm vận buộc Trung Quốc phải tìm cách để có nguồn cung dầu mỏ, và Việt Nam là quốc gia tiếp viện cho các nước này, cùng với mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Trung Quốc lâu nay, tôi nghĩ rằng chắc chắn Mỹ sẽ cấm vận các công ty thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam vì vi phạm lệnh cấm vận này. Nhưng tôi cho rằng phía Việt Nam đã biết trước vụ việc này. Trước đó, vào tháng 12 năm 2020, Hoa Kỳ trừng phạt công ty vận tải khí hóa lỏng Việt Nam PCT và ông Võ Ngọc Phụng, giám đốc của công ty này, vì đã vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Hôm 16 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng ra thông báo đưa ông Võ Ngọc Phụng, 39 tuổi, và công ty PCT vào danh sách các cá nhân và thực thể bị chỉ định đặc biệt thuộc diện quản lý của Văn phòng Quản trị Tài sản nước ngoài, vì Washington cho rằng công ty này đã tham gia vào giao dịch đáng kể trong việc vận chuyển dầu từ Iran.
người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng sau đó nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về việc trừng phạt này. Bà cho biết thêm rằng quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai, minh bạch và hợp pháp. Trước đó, công ty Thịnh Cường ở Hải Phòng, một doanh nghiệp vận tải khác của Việt Nam cũng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trước đây. Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 loan báo áp đặt chế tài lên công ty vận tải khí và hóa lỏng hóa chất Việt Nam theo sắc lệnh hành pháp số 13846 vì cố ý tham gia hoặc sau đợt ngày 5 tháng 11 năm 2018 trong một vụ giao dịch quan trọng để vận chuyển sản phẩm dầu từ Iran. Thông báo cùng ngày của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm Bộ cũng áp đặt chế tài theo sắc lệnh hành pháp 13846 lên giám đốc công ty là ông Võ Ngọc Phụng trong tư cách giới chức điều hành chính của công ty. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng áp dụng chế tài lên các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tố cáo các công ty này hỗ trợ việc bán sản phẩm hóa dầu của Iran trong lúc Washington gia tăng áp lực lên Tehran. Hành động này diễn ra trong lúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó trong vài tuần liên tiếp hầu như mỗi ngày đều ban hành chế tài phần lớn nhằm vào Iran. Các lĩnh vực hóa dầu và dầu khí của Iran là nguồn tài trợ chính cho chế độ Iran, được dùng để hỗ trợ nghị trình đối nội và đối ngoại xấu xa của Iran. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khi đó Steven Mnuchin đã nói như thế. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay các chế tài mới ban hành sẽ được làm giảm khả năng chế độ Iran vi phạm nhân quyền đối với người dân Iran. Chúng tôi chỉ lặp lại có thay đổi về cơ bản về thái độ hành xử của chế độ Iran mới có thể dẫn tới con đường dỡ bỏ chế tài, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Và câu hỏi đặt ra là Việt Nam có vi phạm cấm vận khi bán tàu vận tải cho Triều Tiên hay không? Đây là hình ảnh tàu Vinalines Fortuna của Việt Nam đã bán cho Bắc Triều Tiên. Tờ báo Wall Street Journal của Mỹ đã tiết lộ vào ngày thứ Năm hôm 5 tháng 3 năm 2020 rằng Bắc Triều Tiên đã mua một chiếc tàu vận tải có trọng tải 16.000 tấn của Việt Nam vào hồi giữa năm 2018. Chiếc tàu này vốn có tên là Fortuna, thuộc sở hữu của công ty tàu biển Việt Nam Vinalines, hiện đã đổi tên là Thái Bình và mang cờ Bắc Hàn. Các chuyên viên hàng hải cho rằng có thể là nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên đã không cho chiếc tàu này phát sóng radio để tránh bị nhận diện, hoặc có thể chiếc Thái Bình đã phát sóng với tín hiệu là căn cước của một chiếc tàu khác. Đây cũng là cách thức mà Bắc Triều Tiên hay dùng để che giấu những con tàu của họ để né tránh lệnh cấm vận. Hiện Bắc Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc và Mỹ áp đặt lệnh cấm vận về chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của nước này. Nhưng hai quốc gia được cho là hay vi phạm lệnh cấm vận nhất là hai đồng minh kín đáo của Bắc Hàn là Nga và Trung Quốc. Người ta thường thấy các con tàu của Bắc Hàn chở nguyên vật liệu đến các hải cảng của Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đều phủ nhận những cáo buộc này. Mỹ và các đồng minh châu Á thường tổ chức những cuộc tuần tiễu chung trên biển và có lần đã bắt giữ tàu của Bắc Triều Tiên chở hàng hóa vi phạm lệnh cấm vận. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa bị cáo buộc là vi phạm lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên. Và thông tin tiếp theo được đưa ra đó là Malaysia cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Việt Nam sau khi tàu này đến Triều Tiên. Đây là hình ảnh chiếc tàu Việt Tín của Việt Nam. Một chiếc tàu chở dầu của Việt Nam đến Triều Tiên vào hồi tháng 2 đã bị Malaysia bắt giữ khi tàu này neo đậu ngoài khơi bờ biển Malaysia. Các quan chức hàng hải cho biết, việc bản tin ngày 12 tháng 12 của Reuters, hãng Reuters đã trích dẫn dữ liệu vận chuyển của tàu Refinit cho thấy tàu Việt Tín 01 đã đến bên ngoài cảng Napo trên bờ biển phía tây của Bắc Triều Tiên vào ngày 25 tháng 2 năm 2019, mang theo 2.000 tấn xăng dầu. Ngay trước cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội khi đó. Không rõ liệu tàu chở dầu có bốc rỡ hàng hóa tại Napo hay không. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị giới hạn nghiêm ngặt trong việc nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ tinh chế. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia cho biết một nhóm sĩ quan đã lên tàu chở dầu vào Chủ nhật ngày 9 tháng 12 sau khi phát hiện tàu neo đậu không có sự cho phép ngoài khơi của bang Johor phía nam của Malaysia. Cơ quan này cũng cho biết một người Việt Nam là máy trưởng tàu chở dầu, 61 tuổi nói rằng con tàu đã bị trôi dạt khỏi vị trí ban đầu. Giám đốc của cơ quan bang Johor cho biết trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Facebook của cơ quan này nói rằng
Trước đó, tàu của cơ quan được chỉ định tới địa điểm đã cố gắng liên lạc với tàu chở dầu qua radio và loa phóng thanh, nhưng không nhận được phản hồi và nghi ngờ tàu bị bỏ rơi. Ông Amidin cũng nói rằng thành viên và thủy thủ đoàn đã bị giam giữ để điều tra thêm, nhưng không cho biết liệu con tàu có đang bị điều tra vì liên kết với Bắc Triều Tiên hay không. Hãng truyền thông Reuters cũng cho hay các cuộc gọi đến Viettrust có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu theo đăng ký của tàu Việt Tín 01, họ cũng không hề trả lời phản hồi. Và với việc Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đều chung ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản và những nhà độc tài tại Venezuela và Iran chắc chắn sẽ lại tiếp tục được sự tiếp tay của những nước này. Và khi các công ty nhà nước Việt Nam bị Mỹ cấm vận và quốc tế theo dõi, thì việc làm ăn và kinh doanh sẽ ngày càng thất bại nhiều hơn. Và bản thân những người điều hành những công ty này của Việt Nam sẽ nằm trong tầm ngắm của các cơ quan điều tra quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 với bản tin Petro Việt Nam bị vi phạm cấm vận, phát hiện Việt Nam chở dầu từ Iran và Venezuela. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.